đang thả giạc cặp vườn nha các bạn. Cặp vườn này nước không các bạn thấy không? Cặp vườn cũng có chuột nè, bởi vì mấy em đang đứng canh mấy chuột. Tài xế anh thả từ từ vô, chạy thả từ từ vô. Không có chuột rồi, không có chuột là dòng thả giạc này chạy ra dữ lắm. Kìa. Đó. Trời ơi, nó uổng. Nó tức rồi, nó cắn rồi vậy? Sao dính mua ra chi vậy? Trời ơi, nó uổng, con chuột chào bá lửa luôn, quá đã. Đó. Phải. Cho muốn hay gì á? Cho muốn. Có một phèn nữa các bạn. Qua bờ luôn. Ồ, quá dữ. Xé đừng quá gan. Quá xéo các bạn. Tại vì phải băng qua mương như vậy đó, đặng mà bỏ lúa, cái lúa đầy bồn mà. Chứ mấy cái mương này qua thì cũng nguy hiểm, tại đất nó có chân á, gặp đất mà mềm mềm là đi. Nhưng mà anh tài xế anh cũng nhắm trước, nhắm lùi. Rồi bắt đầu quay lại đó, anh bỏ lúa đó. Chung là chạy máy cũng may, cũng đúng nha các bạn. Khi xui rủi đón cũng sai lầm thôi, chứ chạy máy thì cũng may muốn đúng đâu. Đó, cái dòng này ưa có chuột nè. Khúc dưới này xanh, xanh lè. Kỳ xuống là rút cho cần nha. Thank you.
chạy tới để sang lúa qua. Xung quanh nước này cái biển ở trong nè, ủi chứ cũng còn một số lúa này không ủi hết. Thường á, mấy cái cọng lúa mà cặp vườn á, mấy cặp mương phèn gì nè các bạn, tốt lắm, tốt, bông dài lắm. Rồi bắt đầu xuất phát đây luôn. Rồi về cái xe chỗ khác. Xe kéo về chỗ khác là máy mới quay đầu lại. Về luôn quá. Rồi anh về luôn. Cục tạ ở sau anh già nhõng đít à, nhẹ là nhẹ đuôi nó nặng đầu. Qua bờ luôn đi. Ê qua dữ nha, chặn hẳn luôn, quá dữ các bạn. Chiếc trăm năm trong vườn các bạn, chiếc đang cắt ngoài kia cũng trăm năm luôn, và chiếc này đang phải giặt là trăm năm luôn. Em là đi theo các kìa ha, vòng vòng kìa cắt hết sạch kỹ.